Chuyến tàu hỏa xuyên biên giới Ấn Độ-Pakistan vừa nối lại hoạt động sau một thời gian tạm ngưng do vướng phải biểu tình ở phía Ấn Độ. Tuyến tàu hỏa Samjota tạm ngưng hoạt động vào hôm 22 tháng 9 sau khi giới chức đường sắt Ấn Độ kêu gọi đảm bảo an ninh cho tuyến tàu này, lo ngại bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình xảy ra trong tuần qua. Đến thứ Hai ngày 26 tháng 9, tuyến tàu này hoạt động trở lại. Nhiều người dân lo ngại tàu có thể ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Chuyện này không nên xảy ra vì chúng tôi còn người thân ở Pakistan không chỉ đường sắt bị ảnh hưởng mà cả các tuyến xe buýt xuyên biên giới cũng chứng kiến sự sụt giảm về số lượng hành khách. Trước đó, biểu tình nổ ra khi New Delhi cáo buộc quân đội Pakistan đứng đằng sau vụ đấu súng khiến 18 binh lính của Ấn Độ tử vong. Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan về vụ tấn công khủng bố nhắm vào căn cứ quân sự của Ấn Độ ở Kashmir hôm 18 tháng 9, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir mà hai bên ký kết hồi năm 2003. Phía Pakistan phủ nhận mọi cáo buộc này.